Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ở nhiều vùng quê nông thôn trong tỉnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Về đích xã nông thôn mới cuối năm 2014, đến nay xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường đang từng ngày đổi thay. Đời sống nhân dân ngày càng ổn định, kinh tế có bước phát triển vượt bậc. Thu nhập bình quân đầu người của xã đã đạt trên 34 triệu đồng một người một năm. Cơ cấu kinh tế của xã đang chuyển dịch theo hướng thương mại dịch vụ. Sản xuất nông nghiệp tập trung vào các cây trồng như ngô, hành lá cho hiệu quả kinh tế cao. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Về cái phát triển đời sống kinh tế của nhân dân thì phải nói là về cái chuyển dịch cơ cấu là đã rõ nét, hai nữa là các cái dịch vụ thương mại của địa phương. Thì hiện tại đến cái thời điểm như hôm nay là đã có 650 hộ là làm cái dịch vụ thương mại và có trên 80 hộ, trên 800 hộ tức là làm về cái dịch vụ chuyển đổi về các cái ngành nghề. Hai nữa là trong xã thì cũng đã phát triển, tức là hiện nay là đã có 115 chiếc xe ô tô các loại để vận chuyển hàng hóa. Về đời sống nhân dân ở xã Bình Dương thì cũng đã có cái khởi sắc. Nông thôn mới mang đến nhiều điều kiện thuận lợi cho nhân dân, kinh tế có nhiều khởi sắc, việc trao đổi buôn bán hàng hóa cũng thuận lợi hơn. Thời xưa thì người ta nói chung là kinh tế nó không bằng như bây giờ, nhưng bây giờ kinh tế người ta ổn định hơn thì người ta sẽ dùng hàng tốt hơn. Đấy, mọi thứ hàng thì đều phải bán hàng đắt thì mới bán được, đấy, hàng rẻ ở đây thì không bán được. Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị sản xuất của xã nông thôn mới Bình Dương đạt trên 270 tỷ đồng, khẳng định sự phát triển kinh tế ổn định, bền vững của nhân dân địa phương.